Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh điện tử Lê Nguyên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng Arduino giải mã tín hiệu remote hồng ngoại. Các bạn có thể dùng remote TV, remote quạt hoặc bất kỳ remote hồng ngoại nào. Hiện tại mình demo lại remote này, nhỏ, gọn. Các remote khác thì tương tự. Loại này dùng pin CR2032 3V. Đây là remote hồng ngoại siêu mỏng, định dạng mã hóa nét, điều khiển từ xa 21 phím. Tần số hoạt động của remote này là 38 kg. Khoảng cách lý tưởng của remote này là từ 5 cho đến 8 mét, tùy thuộc vào các yếu tố môi trường xung quanh như vật cản, có thể khoảng cách sẽ ngắn hơn. Mạch này được sử dụng trong các ứng dụng thực tế rất nhiều như điều khiển thiết bị, điều khiển quạt, điều khiển rèm cửa, điều khiển tăng giảm tốc độ motor, điều khiển máy lạnh, vân vân và vân vân, rất nhiều ứng dụng. Các bạn xem xong video này thì có thể làm được ngay, tùy vào mục đích sử dụng mà các bạn có thể tùy biến thành ứng dụng của riêng mình. Sơ đồ nối dây của mạch này mình sẽ đính kèm trong phần mô tả của video. Các bạn có thể tải về tham khảo và nối dây cho đúng với code mình hướng dẫn trong video này. Nếu các bạn là lần đầu tiên tiếp xúc thì nên mua linh kiện như trong video cho dễ học tập. Linh kiện gồm một Arduino Nano, một test bo trắng, một mắt thu hồng ngoại, một remote hồng ngoại, dây vét bo 2 đầu đực, 5 con led và 5 con điện trở 1 kg. Các bạn có thể đến cửa hàng điện tử Lê Nguyên mua tất cả linh kiện này để ủng hộ mình nhé. Và đây là mắt thu hồng ngoại 3 chân, hoạt động ở tần số 38 kHz. Mã của mắt thu này là HX1838. Thứ tự chân được bố trí như trong hình, các bạn đấu nối cho chính xác nhé. Lò remote này có nhiều kiểu nút khác nhau, nhưng căn bản vẫn là cùng hãng và cùng loại chip. Đây là hai remote. Tuy hình thức là khác nhau nhưng mà nội dung bên trong vẫn là giống nhau. Bây giờ mình sẽ gắn điện vào và test thử. Cái code này mình đã nạp sẵn trong chip rồi, gồm có 4 tải đầu ra được demo bằng 4 led màu vàng. Phím số 1 tương ứng với led 1. Phím số 2 tương ứng với led 2 và phím số 3 tương ứng với led 3. Phím số 4 tương ứng với led 4. Trong đó phím sao là tắt tất cả và phím thăng là mở tất cả. Và có một con led cuối cùng màu đỏ được nối vào chân số 13 của breadboard của Arduino, được biểu thị khi nhận tín hiệu hồng ngoại từ remote phát ra. Lát nữa mình sẽ giải thích chỗ này trong code. Đây, đó là tín hiệu hồng ngoại được phát ra và con led màu đỏ nó sẽ nhấp nháy. Và đây là code của bộ giải mã remote hồng ngoại. Bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn dễ hiểu. Đầu tiên các bạn khai báo thư viện irremote.h. Mình sẽ để link tải thư viện này trong phần mô tả video. Tiếp theo là khai báo chân tín hiệu remote hồng ngoại là chân số 2. Sau đó các bạn khai báo chân ra thiết bị. Ở đây mình demo là 4 con led
và thêm một biến last time để giữ thời gian cuối cùng khi nhận tín hiệu remote. Để xong phần khai báo, tiếp theo trong hàm setup, bạn khai báo cổng serial để truyền dữ liệu nhận được từ remote hồng ngoại lên máy tính. Tốc độ bao mình chọn là 9600. Tiếp theo phải cấu hình các chân đầu ra là output bằng hàm bin mode. Sau đó cho tất cả các đầu ra tắt hết bằng hàm digital write. Kế tiếp là khởi động bộ thu hồng ngoại. Hàm này gồm có 3 tham số đầu vào. Tham số thứ nhất là khai báo chân nhận tín hiệu hồng ngoại, là chân số 2 mình đã định nghĩa ở trên. Tham số thứ hai là tham số cho phép LED phản hồi nhấp nháy khi có nhận tín hiệu hồng ngoại từ remote phát ra. Nếu bằng chu thì là cho phép, nếu bằng phone thì là không cho phép. Tham số thứ ba là khai báo chân LED phản hồi, mặc định là chân số 13, được thiết kế với con LED có sẵn trên board Arduino. Bạn có thể thay đổi thành chân khác vẫn được. Tất cả những lệnh nằm trong hàm setup chỉ chạy một lần duy nhất khi khởi động nguồn. Tiếp đến là trong hàm log, sẽ kiểm tra liên tục bộ nhận remote có nhận được tín hiệu hay không. Nếu nhận được thì lấy giá trị vừa nhận đưa vào biến data remote để xử lý. Dữ liệu hợp lệ là phải lớn hơn 0, nên dữ liệu nào lớn hơn 0 thì mình mới xử lý. Sau khi có dữ liệu hợp lệ rồi, mình truyền dữ liệu đó lên máy tính để phục vụ cho mục đích tiếp theo. Do ở đây mình demo là tắt mở trên cùng một phím, nên phải có thời gian nghỉ giữa hai lần bấm. Thời gian nghỉ mình chọn là 250 mili giây, tức là 0.25 giây. Nếu bật tắt trên hai phím khác nhau thì không cần dùng câu lệnh này. Sau khi đã thỏa điều kiện mình cần và mình đã có dữ liệu, bây giờ chỉ việc so sánh dữ liệu đó với bài toán mình đề ra. Nếu dữ liệu nhận được bằng với dữ liệu số 1 thì đảo trạng thái LED 1. Tương tự, nếu dữ liệu nhận được bằng dữ liệu số 2 thì đảo trạng thái LED số 2. Số 3 và số 4 tương tự như trên cũng đảo trạng thái. Nếu gặp phím sao thì tắt hết và phím thăng thì bật hết. Sau khi xử lý dữ liệu xong, các bạn phải reset biến last time bằng với bộ đếm mili giây hiện tại và resume bộ nhận để cho phép nhận giá trị tiếp theo. Xem đến đây các bạn thắc mắc những con số này ở đâu ra. Rồi, trước tiên các bạn cắm dây nạc vào máy tính. Trên tool chọn board Arduino, sau đó chọn combo. Tiếp theo bấm vào nút nạp chương trình. Sau khi nạp xong, bạn mở terminal lên. Hãy nhớ là chọn tốc độ bao cho đúng nhé. Sau đó bạn nhấn phím 1 trên remote. Nếu bo nhận được thì sẽ truyền dữ liệu này lên máy tính. Copy dữ liệu này vào chỗ cần so sánh. Ví dụ ở đây mình chọn, ví dụ ở đây là số 1. Tương tự khi nhấn phím số 2, ta nhận được dữ liệu và copy vào vị trí số 2. Khi nhấn phím số 3, ta nhận được dữ liệu và copy vị trí số 3. Khi nhấn phím số 4, ta nhận được dữ liệu và copy vào vị trí số 4. Xem tới đây thì các bạn đã hiểu phần nào về bộ nhận remote hồng ngoại và xử lý dữ liệu ra sao. Bài này cũng là tiền đề cho các bạn phát triển những ứng dụng liên quan tới remote hồng ngoại. Nói về remote hồng ngoại thì vô vàn những ứng dụng thực tế rất hay. Bài sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng remote hồng ngoại điều khiển quạt tăng giảm số và có hẹn giờ tắt mở.
Các bạn nhớ đón xem nhé. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để sớm nhận những video bổ ích về mặt ứng dụng từ điện tử Lê Nguyên nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.